Chào mừng anh em đã đến video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ mình sẽ quay video để hái quả ổi nhé. Đây cái rổ này là mình sẽ hái quả ổi nhé. Đây, mình đã hái xong rồi các bạn ơi. Đây, hái được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 quả luôn nhá. Hái từng này thôi sợ ăn không hết. Một mình ăn sao hết được nên. Sẽ đi về nhà. Trước khi về thì mình sẽ đi hái ớt đó nhá. Hái ớt tí nữa mình giá. Đây rồi, mùi ớt của mình đã giá xong rồi nha. Đây này. Đấy, siêu cay luôn. Đấy, ổi của mình đây. Bây giờ mình sẽ ngồi ăn thôi nhá. Ngon quá. Đấy. Để cho các bạn xem đây. Mùi ớt siêu cay luôn. Đấy. Cái này này. À. Ăn sữa. Chấm đi nhưng mà cả nước miếng không ạ? À hư lắm. Vậy rồi. Nak enak pun. Agak tak mari. Sampai bak tau. Wah. Kẹt bếp á, sợ yêu là trời nó. Tự nhiên bữa nay thấy muốn ăn chua, muốn ăn gì mọi người. Cứ rất là nóng. Không biết sao nữa, nghi lắm. Hay là đi chơi cái nhiều quá nhỉ? Lộn. Thông cảm nha anh em, thông cảm nha. Mua về nó làm gì à? Đấy. Cay quá các bạn ơi, cay quá. Anh có kẹp bên dưới không hả? Đâu? Đâu ạ? Ôi, thưa. Hay quá các bạn ơi, không biết nói gì luôn. Mùi hơi kìa. Nè nè. Đây là taxi quá nè nè. Hãy
Bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây thôi nhá. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.